cần nhiều, thật là nhiều luôn nè. Mình chuẩn bị đi xuống hái nè. Người ta xuống người ta chơi, còn mình đi xuống hái rau. Giờ mình đi hái với con gái mình nè. Hai chú vịt dễ thương không? Cần nước quá trời nè. Thương nghe không? Cái con xanh, cái đầu xanh là trai, xanh vân, xanh màu là gái. Một cặp đi chơi nè. Đó, cần nước nè. Đã không? Nghe nói cái này là hồi đó ở Park Mon ở trên đó Việt Nam người ta qua đây á, cái người ta trồng nè, cho nên là giờ nó nhiều vậy á. Sao không chịu trồng xà lách son á? Bữa nào mình đem xà lách son xuống đây mình kiếm chỗ mình trồng coi. Trời quá trời cần nước nè. Chuẩn bị hái nha, kiếm chỗ nào nó non nhất hái nè. Thôi cái này lo không ta? Thôi đi, không ngon lại kia đi. Mày nghĩ ngay đây cộng bự nè. Nè nhìn nè, thấy không? Cái cọng nè, mê không? Cái này đây mình hái đây hết rồi nè. Non lắm, cái cọng bự lắm nè. Mình bỏ vậy nè, cái cọng bự vậy nè. Chưa bao giờ mình trồng được vậy hết trơn á. Cọng bự không? Ừ, ăn giòn lắm á. Chứ mình trồng đâu có bao giờ được, giờ không trồng nữa. Xuống đây hái ăn. Đã quá đó. Đó, cọng bự cái mê không? Tuần vừa rồi cả tuần á, cho nên nó tốt như vậy. Ôm lên nhà một đống luôn nè, thấy không? Ngon không? Ừ, nhà đây nó cũng có cái cọng bự như đảo á. Rồi ôm lên. Nè, nhiều ghê không? Con mở cửa cho mẹ đi. Công viên 36 Portland, ai có nhu cầu ăn cần xuống đây hái.